ra đây. Đi đâu rồi sớm vậy? Trời ơi. Anh đâu đi? Mẹ mẹ, ở lại quên lộn cô. Bây giờ cô không thích con bông đào nữa không cô? Đi ra, tránh nghe chỗ khác. Bây giờ cô đi ra tới tôi rồi má. Không mấy mẹ con... hết con rồi, út rồi. Con út rồi, chồng chị là út. Đi rồi ra mà... để gặp chồng mày cái gì chưa của mày chồng á. Không mấy con làm con dâu của bác được không? Được không à? Cái một đứa con dâu mà cái miệng như vậy rồi bây giờ thật gặp con nữa chắc cái nhà của má chắc banh hết quá con. Nhưng mà má có công nhận một điều là con rất là đẹp không? Đẹp. Anh có công nhận là em đẹp không? Trái nhà đó con. Thôi vợ anh chút xíu rồi à. Đứng kế con. Trời ơi đây nè, xứng hai người xứng đôi vừa lứa vừa đâu. Ê đẹp nha. Lần đầu tiên mà chị thấy cái gọi là cổ tích người đẹp và quái vật ở ngoài đời. Mà chồng chị đóng vai người đẹp. Hả thì coi không chịu phải không? Không chịu thì bên tôi có một đào VIP nữa. Ai? Bây giờ xin mời đào VIP ra. Ai đào VIP? Bà thấy sao? Trời ơi trời. Mẹ ơi mẹ. Mẹ thấy sao mẹ? Mẹ còn hai đứa cháu trai đó mẹ. Mẹ ừ. Đây là gái làng chơi. Đó mày thấy không? Sexy ghê chưa, quyến rũ mẹ đâu. Mẹ biết nó lận không phải cái lưỡi đâu. Nó lận cái hàm răng giả của nó chồng. Cái miệng mà quá trời vậy. Mẹ ơi bây giờ con nói, con thấy cái câu chuyện của gia đình mẹ nó rối quá rồi, rối rồi. Là mẹ đừng có chấp nhận con bông đào vô nhà của mẹ. Chỉ một trong hai đứa con. Còn không chịu hai đứa con thì còn một con nữa. Nó đẹp mà trời ơi nó trẻ măng hà mẹ. Đưa ra đi cưng. Em gái của chị. Trời ơi. Trời ơi. Bằng tuổi nè, bằng tuổi mẹ phải không? Hầu lao. Mẹ. Nhỏ mẹ 1 tuổi. Cái thằng này lớn mẹ 4 tuổi. Ông nội ra tự nhiên. Nói chung là mẹ ơi bây giờ mẹ quán giá đi. Vậy mà. Để hai đứa con đi nè. Nói chung là các con người nào cũng đẹp. Không đẹp cái khía cạnh này thì cũng đẹp khía cạnh khác. Ai mẹ cũng chọn làm dâu hết trơn á. Mà miễn được hay không là do thằng Út chứ không phải do mẹ nha. Vậy hả anh? Bây giờ nói chuyện anh nói gì đó đi. Cần... làm dữ hả? Làm dữ hả? Làm dữ em quýnh làm dữ. Em quýnh lợi giờ. Em quýnh lợi bả không? Trời chứ anh nghĩ coi. Anh là quýnh không lợi rồi đó. Trời ơi. Anh chị em nha, đừng có thấy gì nha. Có đâu? Vô. Bây giờ sao vô không? Vô nè. Trời ơi nè. Vô đánh vỡ đi. Vô đi. Rồi. Rồi cho nhạc nó nhảy đi. Vô. Hey. Go. Hey. 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 Má ơi. Hey. Quýnh nó chửi kìa, quýnh lộn chứ không phải là hai. Mà bà hai cái gì vậy? Thôi bây giờ chị nè, bà là chánh thất rồi, chọn ra một người nữa làm bé nè. Bây giờ hai đứa tôi, tao với mày ở đây hết thân rồi. Mẹ coi cho tụi con nha. Lên nhạc cưng ơi. Chào một trong hai mẹ cứ chọn một đi mà. Trời ơi. Con ơi, cái đầu con nó nằm trên tay mẹ nè con. Dạ mẹ ơi, mẹ đừng có lấy người con dâu này. Nó đang bị ung thư xạ trị đó mẹ. Trời ơi, quá trời quá đất. Nói chung là giờ chị em mình về chung một nhà luôn đi. Dạ nhà của mẹ cũng còn thiếu đó. Dạ thiếu gì mẹ? Ở đợ. Trời cái mặt. Mày nghĩ sao hai cái mặt này mà mới kêu về ở đợ? Kệ mẹ đi, về ngủ chung với anh cũng được mà. Đi làm luôn má ơi. Dạ rồi và một lần nữa quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, diễn viên Trần Ngọc và nam ca sĩ Tống Hào Nhiên. Và rồi con cảm ơn rất là nhiều. Dạ thưa quý vị, mình chỉ thêm có 10.000 đồng nữa thôi mà giải thưởng được tăng lên rất là cao, hơn gấp đôi luôn quý vị. Đúng tại rồi. Vì một lá vé 20.000 đồng thì mình chỉ trúng qua đó là một phiếu mua hàng 1 triệu đồng thôi. Còn bây giờ thì mình là 30.000 đồng, mình thêm 10.000 đồng nữa mà mình nhận qua một phiếu mua hàng đó là 2.600.000 đồng. Lan, mình nói chuyện thôi mà đừng có động tay động chân. Giống như mình phải quảng bá là 2 triệu. Nói chuyện đi.
Nó ép tim, ép tim. Rất là mệt, mới đi làm về. Thôi nghe nè, rất là khó chịu. Uống tóc ở đâu mà nhìn giống như con chó bu đồ quá vậy? Đây là tôi uống xít tin. Xí gì? Xít tin. Uống xít tin hả? Uống ống xì tin á. Phải không? Uống gì uống tóc gì mà bằng cái lọn lọn cây á chị? Uống cái gì? Xì tin. Xì tin đúng không? Trời, cái lọn, cái lọn đó người ta uống kỹ quá trời kỹ luôn. Ủa kỳ vậy? Ủa hai lớp hả? Uống chưa có kỹ, uống chưa có kịp. Rồi để cái đầu ở đẳng rồi. Mới uống có lớp ngoài, lớp trong, lớp trong chưa uống. Lớp trong chưa có uống. Người ta phải uống luôn ở trong, hiểu không? Uống khoan, 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 khoan. Mà em làm phần 1 rồi phải không? Em làm vòng 1 rồi. Trời ơi, đẹp quá làng ơi. Trời ơi, trời thiệt á. À, dạ, sao anh? Đẹp quá không? Không, anh nói lép. Lép hả? Lép. Anh biết sao không? Người ta đẩy đà, người ta làm bên Thái. Nó là lép lép là làm bên lò heo Chánh Hưng. Thôi má. Đó ba cái mỡ heo nó thồn vô trong. Đây là cái size châu Âu. Gì? Châu Âu người ta thích gì đó. Thôi đi má. Trời đất ơi. Mấy má. Gù của mấy anh Tây thích gì lắm. Ba cái mặt bà là không phải châu Âu. Chứ gì? Đưa xuống châu Đốc đốt ở dưới đó. Chỗ mà chùa chiền rồi đốt rồi. Cái hình mày như cái hình nộm vậy biết không? Quý vị, dòng loại 30 ngàn đồng là những dòng loại đặc biệt giá trị cao. Cho nên ngay từ bây giờ chúng em xin phép được mời một vị khán giả lên sân khấu đứng tại lòng cầu quay này quay số để chi quý vị kiểm tra độ minh bạch rõ ràng. Lô Tô Hương Nam, tụi em chỉ có nhiệm vụ đó là hát thôi. Còn quý vị sẽ là những người chọn ra những con banh may mắn quý vị ha. Tú ơi, tú. Và ai lên quay số sẽ được tặng một chú VD về nhà chơi Tết quý vị. Chị, mấy chị gái để tay xuống đi. Nghe lấy VD là mấy anh trai còn thấy về còn xài được. Con ngoại bỏ tay xuống ngoài. Rồi nó chơi thôi chứ mình là lên sân khấu quay số. Mình sẽ nhận về đó là một con gấu bông lưu niệm nha. Rồi ai áo đỏ kìa. Và đây cái áo đỏ quá nổi đó. Lên cho nó hơn. Anh như cái bao lì xì vậy đó. Lên tụi em chui vô trong anh nha. Rồi lên đây anh ơi. Rồi sao? Mới có phần 1 dòng loại 30 ngàn là mời một cái anh trai rồi phải là tươi tắn lên. Một cái áo là thấy màu đỏ rồi đó. Đỏ rồi. Ôi ơi, nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại. Rồi, nó thấy mày rồi. Thấy chưa? Tại mày thấy rồi coi. Mày sao lát tao kiếm cho. Bị cận, chưa có thấy. Một lát đi, tao kiếm cho. Đây nè. Ôi. Trời ơi, chết rồi Lan ơi. Anh mặc áo hình con cá phải không? Con cá nè. Má, má người ta con rồng á. Ủa rồng? Bê đê mà còn bị đuôi nữa. Trời ơi, chú. Anh làm văn phòng phải không? Đúng không? Anh nghĩ như thế nào về nhan sắc U Mi Lan? Anh thấy nó đẹp hay là anh sao? Anh nghĩ như thế nào? Thì ghê. Qua quay số đi anh. Thôi bớt giờ.